Hello anh chị em và các bạn nha Hôm nay em sẽ nấu món chè dưỡng nhan Kể mọi người nghe cái này thì em mua trong cái gói nguyên liệu người ta có sẵn thôi Định để làm affiliate ở trên tiktok shop á Là làm tiếp thị liên kết đó Nhưng mà làm riết là muốn đi bụi luôn Mọi người biết sao không? Tại vì càng ngày chính sách của tiktok nó càng khó và cạnh tranh rất là nhiều Làm video gắn giỏ hàng á, sẽ không có lượt xem luôn Và không có ra đơn được Đó, phải chạy quảng cáo nha anh chị em mà mình vừa bỏ tiền ra mua sản phẩm, bỏ thời gian ra quay, rồi phải bỏ tiền ra chạy quảng cáo nữa thì thử hỏi anh chị em và các bạn mình ăn bằng cái gì đúng không? rồi còn phải live stream nữa mọi người mà live stream đâu phải live stream bình thường ra stream á là mình phải cũng phải đầu tư còn ten nữa nè mà lâu lâu á thì lại bóp tương tác lâu lâu thì ra chính sách này chính sách kia cho nên là em sẽ bye bye luôn nha vì nhiều bạn cứ hỏi mình á là tại sao không live stream trên uh, tiktok nữa nói chung live stream vui lắm mọi người nhưng mà mình cũng già rồi mình đâu có nhu cầu nổi tiếng ở đâu mình có nhu cầu kiếm tiền thôi thật sự nên thời gian đó thôi em đầu tư cho bản thân một là bán hàng ở shop nè hai là mình lên mạng mình học cái này học cái kia không thôi dành thời gian cho con cái chứ ai đâu lên mạng ngồi nói xàm hoài Rồi múc ban múc ơ đồ phải ăn phải ra tiền Chứ ăn mà càng ngày càng, càng càng sạc nghiệp thì ăn làm cái gì đúng không Thôi thì kiến thức ở trong đầu mình á, thì nó còn hoài Còn hả nền tảng thì không chơi nền tảng này thì mình chơi nền, nền tảng khác đó Rồi thì cũng một thời gian thôi cái gì nó cũng một thời gian thôi Không có gì mãi mãi đâu mọi người Nên bây giờ ai mà kiếm tiền được thì kiếm chứ em là em chạy rồi mọi người Tội mấy cái bạn biết sao không đó thấy làm tiktok shop làm được đó làm tiếp thị liên kết làm được thời gian đầu cái bắt đầu nghĩ làm ha bỏ hết đi làm tiếp thị liên kết hết bây giờ bóp tương tác đâu có đâu có ấy được đâu mọi người khóc rồng luôn đó nói chung em cũng còn hơn cả nhà ơi em không làm cái này được em làm cái khác em còn còn cái tiệm đó là còn cái công việc kinh doanh của mình chứ không bây giờ là nhìn đóng video đó là khóc luôn cả nhà em nói thiệt á bữa nay là buồn lắm là nấu nửa nồi chè nè mọi người ha để lại ăn chén hay chén ăn thôi còn nhiêu đem cho hết nhưng mà lên mạng đọc á người ta nói là trẻ em dưới mà 2 tuổi là không nên ăn chè dưỡng nhan nha đã tính nấu cho con bơm ăn đó mà thôi đọc như vậy là thôi mình em ăn hết hết trơn luôn nhưng mà người lớn á, thì cũng ăn một ngày cỡ một chén thôi mọi người ơi mấy cái này nó bổ rồi nó mát nữa cái gì cũng vậy nhiều quá nó cũng không tốt hay cả nhà thôi bye bye tạm biệt nha mọi người